Phù Lãng, làng gốm cổ lâu đời nằm yên bình bên bờ con sông cầu thơ mộng, là điểm đến tiếp theo trong tập 3 của phóng sự đồng hành cuộc thi Người đẹp Kinh Bắc. Phù Lãng đón đoàn trong một ngày mưa phùn nhẹ với vẻ mộc mạc và đặc trưng của một làng nghề truyền thống lâu đời. Bóng dáng của gốm tràn ngập khắp mọi nơi, từ ngoài đường cho đến những xưởng gốm của người dân. Các thí sinh của chúng ta đã không khỏi ngỡ ngàng và thích thú trước trải nghiệm mới mẻ này. Ngày hôm nay, các bạn sẽ tham gia buổi chụp hình trang phục áo yếm, một trong những trang phục truyền thống mà phụ nữ Kinh Bắc xưa thường mặc. Chiếc áo yếm nhỏ nhắn sinh ra để tôn vinh vẻ đẹp hình thể của người phụ nữ, đặc biệt là chiếc lưng ong và bờ vai e ấp gợi cảm. Sự đơn giản, tinh tế của bộ trang phục mà các thí sinh khoác lên mình ngày hôm nay hài hòa một cách hoàn hảo với nét thô mộc, chân phương toát ra từ chân gốm Phù Lãng. Hôm nay khi được khoác trên mình bộ trang phục mà truyền thống của người con gái Việt Nam thời xưa, đó là chiếc áo yếm, thì em cảm thấy nó rất là đẹp, rất là tinh tế, nó khoe được hết những cái đường nét của một người con gái. Em cảm thấy mình rất vui khi quê hương mình có rất nhiều các làng nghề truyền thống. Và đến đây em khoác trên mình chiếc áo yếm, chiếc áo của người con gái ngày xưa, em cảm thấy mình dịu dàng hơn, đằm thắm hơn và thướt tha hơn. Đến ngày hôm nay, chúng em được mặc những tà áo tù thân, một nét đặc trưng riêng của nền văn hóa Kinh Bắc, thì cảm giác của em rất là khác, thấy mình rất là điệu đà, gợi cảm trong mắt mọi người. Dưới sự chỉ đạo và hướng dẫn của các chuyên gia hình ảnh, các nhiếp ảnh gia tên tuổi, các thí sinh đã có những diễn xuất tốt, tạo hình đẹp, có hồn, đem lại những bức hình ấn tượng bên những chum vải, bình gốm, thành phẩm nằm yên mình. Và cũng rất là mừng bởi vì rằng là cuộc thi ngày càng đông đảo, được các bạn gái ở tỉnh Bắc Ninh tham gia nhiệt tình và rất là sôi nổi, hào hứng. Thì cũng theo cái truyền thống của tỉnh Bắc Ninh từ trước đến nay, thì hầu hết tất cả các thí sinh đều mang đậm những cái nét phong cách cũng như những cái bản sắc đặc thù riêng có của người con Bắc Ninh. Đây là một cái điều mà cũng là một cái nhiệm vụ cũng như một cái khó khăn đối với anh em nhiếp ảnh chúng tôi, làm sao để khắc họa được tất cả những hình ảnh đó trở nên sinh động và trở nên gần gũi hơn và có sức truyền cảm hơn đối với cả người xem. Đồng thời từ đó là có một cái sự truyền tải về nét văn hóa, về những cái sự đặc sắc cũng như những cái duyên ngầm của người con Bắc Ninh đến với cả khán giả cả nước. Thì nhìn chung tôi đánh giá năm nay cũng hứa hẹn là một cuộc thi sẽ thành công rực rỡ. Nghề gốm ở Phù Lãng được hình thành và phát triển ở đây vào khoảng thời Trần, thế kỷ thứ 14, với đặc trưng là nét thô phác nhưng khỏe khoắn. Ngày nay, dân làng vẫn tiếp tục duy trì và phát triển nghề thủ công của ông cha. Thông qua sự truyền đạt của những người thợ và nghệ nhân tại xưởng gốm Ngọc, các thí sinh thêm trân trọng các giá trị truyền thống, những tinh hoa mà các nghệ nhân gốm đã thổi hồn vào từng khối đất cùng mình và biến nó thành các sản phẩm đặc sắc và có giá trị. Được trực tiếp hướng dẫn các bạn thí sinh thì tôi nhận thấy là các bạn ấy rất nhiệt tình trong công việc cũng như là có ý thức trách nhiệm rất cao, và bên cạnh đấy thì khả năng học hỏi cũng như là sâu rồi cái kiến thức, khả năng để quan sát cách làm của chúng tôi thì các bạn ấy rất chăm chú và luôn luôn hỏi những cái hay cái mới và tạo cho chúng tôi những cái ý tưởng để đưa vào gốm sứ sau này phát triển rất là nhiều. Cùng ngày, các thí sinh tiếp tục di chuyển về đền đô tại làng Đình Bảng, thị xã Từ Sơn. Đền Đô hay còn gọi là đền Lý Bát Đế, xưa thuộc châu cổ Pháp, một vùng đất địa linh nhân kiệt. Đền Đô thờ 8 vị vua nhà Lý, đứng đầu là vua Lý Thái Tổ. Đền rộng 31.000m², chia thành nhiều khu vực thờ cúng. Đền Đô uy nghi, sừng sững, nơi linh thiêng hội tụ, nơi tỏa sáng hào khí đất Kinh Bắc. Trong cuộc thi Người đẹp Kinh Bắc, việc tôn vinh giá trị truyền thống và lịch sử là một tiêu chí quan trọng. Các thí sinh đã lần lượt thành kính dâng hương và tưởng niệm công đức của 8 vị vua nhà Lý, những bậc đế vương đã sinh ra và làm rạng danh khí chất của mảnh đất Kinh Bắc. Đây là lần đầu tiên em được đến thăm đền đô, em cảm thấy rất là vui mừng và tráng ngợp trước không gian rất là rộng của đền đô. Và một ngày mưa như thế này, không khí rất là linh thiêng, mà người đến đây thắp hương thì em cũng cảm thấy như là mình trở về với cái thời xưa cũ. Ngày hôm nay được đến chụp ảnh và quay phim tại đền đô, em cảm thấy vô cùng tự hào khi là một người con được sinh ra và lớn lên trên quê hương Kinh Bắc. Được mặc trên mình bộ quần áo của người con gái Kinh Bắc, em cảm thấy vô cùng tự hào và nghĩ rằng mình cần phải gìn giữ những nét duyên của người con gái Kinh Bắc, cũng giống như chủ đề của Người đẹp Kinh Bắc 2014, đó là duyên sắc ngàn năm.
Tại đây cũng diễn ra buổi chụp hình trang phục áo tứ thân bên chiếc cầu cong cong dẫn vào thủy đình. Khung cảnh mờ ảo như phản chiếu qua lớp gương kính khiến người ta ngỡ như trở lại châu cổ Pháp xưa với những hội hè đình đám. Linh thiêng của ngôi đền cổ như bay lên, tan biến khiến không khí thêm trang nghiêm, lắng đọng. Tiếng quan họ mời gọi cứ như văng vẳng đâu đây. Áo tứ thân còn có tên gọi khác là áo mẫu 3 mẫu 7. Cùng với nét duyên say lòng người, trong câu hát quan họ, áo tứ thân, chiếc nón quai thao, khăn mỏ quả tạo ra sự nhẹ nhàng, đằm thắm cho các liền trị trong từng cánh hát giao duyên. Nào đâu cái yếm lụa sồi, cái dây lưng đũi nhuộm hồi sang xuân. Nào đâu cái áo tứ thân, cái khăn mỏ quả, cái quần nái đen. Hầu hết sinh ra trên quê hương Kinh Bắc, cốt cách của quê hương dường như đã ăn vào hồn các thí sinh. Tà áo tứ thân dung dị như được sinh ra, truyền lại để các bạn khoác lên mình. Nhiều du khách vãn đền đã ngỡ ngàng trước vẻ đẹp kín đáo, e thẹn và nhẹ nhàng rất Kinh Bắc từ các thí sinh. Câu hát "Người ơi, người ở đừng về" níu kéo đoàn lại ở trong không gian đậm chất quan họ. Chia tay đền đô, đoàn lên đường quay lại trung tâm văn hóa Phú Sơn để chuẩn bị cho những trải nghiệm tiếp theo trong các số sau.